Vâng, nhìn những cái hình ảnh rất là hấp dẫn đúng không ạ? Một món ăn có nguồn gốc từ xứ sở Chùa Vàng. Bánh đã để tủ lạnh đông lại thì chúng ta có thể lấy bánh và đưa vào dĩa của chúng ta để chúng ta trưng bày.